Đó, xin chào tất cả mọi người nhé. Bữa nay là ngày 29/8/2022. Vua quay. Đây là 6 cái game trong cái video ngày hôm nay chúng ta. Sẽ là Jet Li hai bạn nhé. Cái game thứ ba là đi game vừa hay ha. Ok.
Yeah, ok. Dragon Ball Ultimate Fighter các bạn. Warrior the Fighter, yeah, bạn. Set cuối cùng chính là Legend Fighter các bạn.
Oh!